Hello tất cả đám nha và chào Monrodo trở lại với channel của mình. Mình là Bisaku đây. Và chào Monrodo trở lại với cái series mà Bisaku chơi trước cho chân lý mùa 600 năm nào. Thì cái trận này như em ơi, hiện tại là mình đang có chỗ thua ban ngộ binh nha, 7 trận rồi nữa mà. Nhưng mà mình vừa có một pha xử lý phải gọi là không thể nào mà ngu hơn được nữa. Đó chính là mình mất cái ngộ binh rồi nên mà với một cái lõi hộp Pandora nha. Thì mình đang xài một cái mẹo, đó chính là khi mà mình thua thì mình sẽ gắn ống vào. Còn nếu như mà mình thắng thì mình sẽ không gắn vào nha. Đây là một cái mẹo mà mình đã làm video và gửi tới cho tất cả mọi người xem ở tầm 1-2 tháng trước rồi, rất là lâu rồi. Thì cái mẹo này nó sẽ giúp cho mọi người là nếu như mà gặp ông nào AFK nào hoặc là mình lỡ bỏ đồ hình mà mạnh hơn đối phương một tí thì mình sẽ không bị mất chỗ thua nên mà và sẽ tiếp tục tích được. Thì hồi nãy cũng vậy nè, mình gọi là gặp cái ông kia yếu quá mà mình đồ hình mạnh hơn nên mà nên mình không có gắn ống vào. Nhưng mà trước đó thì rất là tuyệt vời, mình lấy được một cái lõi hộp Pandora nha. Nên sau cái ra đi chợ hồi nãy á thì cái ống gạo binh này nó đã được đổi thành cái ống cảnh binh rồi. Và mình không có biết làm sao để mà nó đổi lại được nữa. Tại vì cái tỷ lệ mà nó random ra lại được một cái ống gọi là ngõ binh đó nó cực kỳ thấp luôn á. Nên thôi chắc là mình sẽ nổ hũ sớm thôi mọi người à. Tại vì cái hũ này là hũ 8 mà mình còn có 38 máu à. Nên chắc là tầm hũ 10 hoặc là hũ 11 là mắc binh rồi. Tại vì với cái lượng máu này mà muốn chơi cái hũ 12 á thì nó lại là hơi bị khó đó, cực kỳ khó luôn ha. Nên thôi nếu như mà đẹp á thì mình sẽ làm Dragon sát thủ luôn đi, xoay bài gọi là như trong trống luôn. Hiện tại là mình đang có một cái ấn sát thủ nè, ghép cho Dragon luôn nha, cũng như là có vô cực với lại là cung xanh trước đó luôn rồi. Đồ thì mình vẽ được mà, đó có hộp Pandora mà nè mơ, một trang bị thành phần với lại một cái Nerco trợ giúp, quá là đẹp rồi. Mọi người nếu muốn xem thêm gì á hãy đừng quên bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một ha. Và cũng như mọi người có ý tưởng gì hay thì hãy cứ gọi là bình luận ở phía dưới. Rồi. Ủa thua 4 con. Thua 5 con mọi người à. Không giết được thêm con qua quýt ta, còn tí máu à. Rồi nha. Hũ 9 nha mọi người, chỉ cần được tầm 2 đến 3 cái nơ cô là đẹp rồi. Mình mong là mình sẽ nổ hũ mà tốn ít tài nguyên nhất có thể để mình có thể lên được level 8, level 9 và vẫn còn rất là nhiều tiền. Trời ơi, một cái giáp thiên nhiên hay sao á. Đấy rồi, đúng rồi. Thêm một slot nữa cái gì đâu mà. Thật sự là lúc đầu game mình cũng không có tính chơi Dragon này đâu anh em ơi. Nhưng mà level 6 nó tự ra Dragon với lại là random ra cái ống sát thủ như này. Mà cũng có khá là nhiều ý tưởng mà đưa ra cho mình về con này nên mình quất luôn nha. Cái hộp quà đang khá là bự rồi á. Ở đây nếu mà xem thấy hay á, hãy đừng quên để là một like đến cái kênh cũng như là bấm cái chuông nha để nhận thông báo nha. Thật sự là động lực rất là lớn luôn á. Để mình tiếp tục ra những video chất lượng hơn mỗi ngày và gửi tới cho tất cả mọi người xem nha. Và lịch đăng video của mình là hai cái một ngày, một cái là về meta, một cái là về đồ dị và cũng như là thử thách thôi. Anh em muốn xem thêm thì lên kênh YouTube của mình hoặc là anh em lên search tên là Biusagi nè, cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta là nó sẽ ra nha. Thank you mọi người nhiều. Thì mình cũng sẽ để những cái thông tin cơ bản nhất của mình ở phía dưới phần bình luận như là link group cũng như là fanpage các kiểu á. Mọi người nếu mà có ý tưởng gì thì cứ kéo xuống là thấy thôi. Không biết cái lõi thứ ba là cái gì, tại vì lúc đầu game cái lõi thứ nhất là vàng, cái lõi thứ hai là bạc, cái lõi thứ ba thì tới 95% luôn là bạch kim anh em ạ. Còn nếu như mà xui thì nó ra tiếp tục là vàng nha. Chứ tỷ lệ mà ra cái lõi bạc ở cái lõi thứ ba thì nó cũng khá là thấp á. Cái này mình nổ hũ được không ta? Nổ được luôn á anh em ạ. Nổ luôn đi. Ok, quá là ngon rồi. Ồ, nhưng mà cái này thua đẹp nha. Thua là đẹp nha. Ui hơi tí cái đêm mờ, cái quả này thua là đẹp luôn á. Là mình có thể chơi được chú thua 12 luôn á ha. Mà không sao, nó được cái này là cũng ngon rồi. Cái Neko, cái trang bị các kiểu rồi, có thêm một cái giáp thiên nhiên nữa. Hũ này là hũ 10 hay sao mọi người à. Hũ 9 này hũ 10 đó, cũng quên bà nó rồi. Rồi Draven nè. Rồi nha, mua tà lon bỏ vào kích thách đấu và lại là sát thủ luôn nè. Một cái giáp thiên nhiên nè, Neko nè, găng bảo thạch nè, một đống tiền nè và cũng như là thêm một vài con tướng 3 vàng nữa. Rồi, mình sẽ slow roll kiếm Dragon 3 sao ở level 8 nha. Đây là một cái gọi là một cái khởi đầu quá tốt cho mình rồi, nhưng mà mình xài nó hơi lỗi thôi. Có cây xe luôn nha mọi người ơi. Mình hiện tại là đang có cấp phơm bài chính là thách đấu với lại sát thủ nha. Cái trận này nếu như mà muốn chơi 6 sát thủ là mình phải kiếm được những cái con mà nó cơ bản nhất của sát thủ như là con Nocturne mà hiện tại thì mình chưa thấy một con nào cả.
không biết là từ đây đến cuối game có kiếm được cái con nào hay không nữa. Rồi thua sắp mặt luôn. Khi mà nổ hũ xong và tiếp tục roll tướng mà cũng như chốt đội hình thì vẫn thua. Tuyệt vời quá nhờ. Hồi nãy mà mình thua tiếp trận kia, xong một trận này nữa là mình được chủ thua 11 luôn rồi đó. Và còn 17 máu thì chắc là chơi được chủ thua 12 luôn á. Là hơi tiếc sao mọi người nha. Jeremy nè, Gana nè, xin con Draven 2 nè, có Leona bỏ vào kích thanh lịch luôn á mọi người. Nếu mà con Draven này là Draven VIP thì gọi là mắc binh luôn. Sát thủ đang khá là cấn thôi. Mình bỏ bớt một cái con Win ra nha, tại vì mình đang chơi hai con Win lận. Đội hình đang khá là cấn ở đây mà, ba sát thủ với lại là năm thách đấu. Khi mà anh em chơi cái đội hình đó chính là sát thủ á, thì cái ô thần tượng này nó sẽ không có ý nghĩa gì cho lắm đâu. Tại vì sát thủ đứng ô thần tượng này cũng được cả hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4 hoặc là nó ở vị trí nào thì vẫn xài được hơn. Hôm nay lõi cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà Draven của mình nó đáp real cho. Đây, có một rồi là một mạng thôi. Còn Draven này là mình cũng làm khá là nhiều ý tưởng về nó rồi, như là Draven tấn thách đấu và đi chung với thánh kiếm Manamune nè, Draven đột biến nè, Draven xạ thủ nè, Draven tiến công nè, và cái trận lại là Draven sát thủ ha. Chung là tướng 4 lại là 5 vàng thì mình cũng sẽ ưu tiên làm những ý tưởng về nó nhiều hơn, tại vì anh em đưa ra ý tưởng về những con tướng này nó nhiều hơn hẳn những con tướng mà 1 2 3 vàng á. Cái nào thì anh em đưa ra nhiều thì mình ưu tiên mình làm chứ thôi. Mà chết sơ qua trận này thì có người chơi thanh lịch và cũng có người chơi thách đấu nha, nhưng mà có dành Draven này của mình hay không thì chưa biết. Mình hiện tại là có một cái Neoco từ cái việc nội hũ ở đây mà, nên tỷ lệ mình lên được Draven 3 sao nó cũng khá là cao đấy. Tiền thì mình cũng nhiều mà, mình lên được level 8 là sớm nhất luôn á, và còn hơn 50 tiền nội hũ xong mình đếm không nhầm hồi nãy là được tới toàn là 30 đến 40 vàng luôn á. Rất là nhiều, bằng một cái lõi công nghệ bạch kim luôn á mọi người à. Có một cái lõi tên là quà trời cho, mà nếu như mà ra ở cái lõi thứ hai á thì cái lượng vàng anh em nhận được là chỉ có 30 vàng thôi. Mình nổ hũ xong đúng không, cái lượng vàng mình nhận được còn ghê hơn gì nữa. Còn nếu như mà mọi người lấy được ở cái lõi thứ ba á, mình nhớ không nhầm là được tầm 50 vàng hay sao á. Chỉ là bằng một cái hũ thứ 11 hoặc là hũ thứ 12, hoặc là hơn là cái hũ thứ 10 của ngõ binh thôi. Mà hơn nữa nó ra được cái cục tiền mà 50 vàng anh em à. Hồi bữa mình cũng được tầm một hai cục vậy đó, nổ phát là level 9 còn dương đóng tiền luôn mà. Sợ Draven nó quăng cho. Draven đồ này thì nó sẽ rất là thiếu, thứ nhất là hồi phục, thứ hai là tốc đánh nha. Nhưng mà con này thật sự là khi mà kèm với thách đấu thì tốc đánh nó không phải là cái vấn đề nữa rồi anh em ơi. Đang đi chung với sót thách đấu nè. Thanh lịch thì nó chỉ cộng một chút máu với lại là một chút máu thôi. Máu với lại là sức mạnh phép thuật. Luyện cung trang bị đầy đủ với lại là tam hộp à. Tam hộp là bỏ nè. Luyện cung ở hai hàng sau anh em ơi, lấy luôn đi. Hồi nãy là mình tính kẹp đi chung với thần tượng nữa, nhưng mà với cái vấn đề luyện cung như thế này là chắc chắn là mình sẽ không kẹp đi chung với thần tượng rồi. Tại vì cô thần tượng hồi nãy là ở hàng thứ 1 nha. Mình kẹp vào là có khác gì mình tự vẽ vật mình đâu anh em. Hiện tại là mình cũng không biết là mình nên kẹp đi chung với 6 sát thủ hay là 6 thách đấu nữa nè anh em à. Tại vì sát thủ thì được thêm đam, còn thách đấu thì được thêm tốc đánh. Mà riêng cái con Draven này anh em thì cái lượng đam không phải là cái vấn đề của nó nữa rồi. Đây cái nút tuôn luôn rồi nha. Đang đi chung với 4 sát thủ mọi người à. Mình đang muốn kiếm Draven VIP á. Mà nếu như mà chơi Draven VIP thì mình phải kẹp đi chung với thanh lịch nữa. Tại vì nó sẽ được nhận thêm cái nội tạ, đó chính là tầm đánh vô hạn với lại là xuyên giáp á. Và cái tướng sát thủ này nè là không có con nào tăng cả. Mình bỏ thêm con Leona vào để cho nó tăng cơ nha. Hai đồ tăng rất là đẹp luôn. Draven 2 style lên luôn nha. Không ra VIP mọi người ơi. Hồi level 8 mà roll được Brand VIP, Tài Long VIP, Leona VIP mà không phải là Draven mọi người à. Khá là tiếc. Cái Eco nè. Mình cũng khá là hên khi mà đã roll được con Nocturne một vàng ở ngay level 8 luôn rồi, với tỷ lệ là 16% thôi. Bây giờ nếu như mà muốn kẹp đi chung với 6 sát thủ á, là mình phải lên level 9 mới đủ slot. Tại vì vừa là sát thủ nè, vừa là thách đấu nè. Draven đồ này là không có một chút tốc đánh nào cả, ngoại trừ cung xanh tăng được mười mấy hai mấy phần trăm thôi, khá là ít. Này nó quăng cho cây style của mình đồ cũng khá là ok nha mọi người. Cuồng đao, kiếm súng với lại là quyền trượng. Đấy, có hồi phục luôn cho Draven nè. Draven không có hồi phục thì đừng lo, cây style đã có giúp em luôn nè. Đam thì cứ việc gây đam thôi, còn hồi máu thì cứ để cây style lo là ổn.
bốn con Draven nha. Cái trận này hơn đó là không ai giành Draven mọi người ạ. Nên chắc là mình sẽ roll được Draven 3 thôi. Cái Neko nữa mà. Siwan 3 sao. Tại vì mình có cái hộp Pandora này nè, nên mình sẽ được vẽ đồ luôn á. Đồ tăng, đồ đam, đồ phép các kiểu luôn. Hộp map liền. CV đồ khá là đẹp luôn, với Ire đồ AB chiến nhờ. Rồi mình nó quăng cho. Ủa nó đáp rìu mọi người à. Tính đam là bằng ngàn không à. Ngàn hai ngàn không à. Hôm nay Koki thánh kiếm mà này Mune à, bắn rồi là liên tục luôn. Draven VIP nào. Ok có luôn anh em ơi, nice. Và bây giờ mình phải lên được 3 sao thì mới kích được cái hệ VIP này nha. Mình đang có Khajiit nè. Con Win này bỏ ra được không ta? Con Win này mình đang thấy nó khá là phí slot luôn á, tại vì nó không kích được cái hệ gì cả. Nhưng mà bây giờ mình cũng không biết bỏ cái hệ gì thêm vào. Lên level 9 thì mới đủ. Bây giờ roll level 8 trước cái đã. Ồ nó đáp rìu kìa anh em. Ôi hơi tiếc một tí. Uầy ông này level 9 rồi ạ. À cái ông gì này dành Draven của mình nè. Draven VIP luôn mọi người ơi. Cũng như là có cái cung xanh nữa. Ở nhà một cái rìu đen chứ. Rìu nhâm tinh. Cây xe à, lấy luôn nha. Cây xe có thể là được 2 sao sớm cộng với một cái bi đồ cực kỳ đẹp luôn. Cùng đem này cho con Jeremy hoặc là Khajiit xài cũng ổn mọi người. Nếu như em chưa biết thì cái hộp Pandora này nó đổi được cả đồ lò rèn thần thoại nè, đồ ánh sáng nè, và cũng như là tất cả những cái mảnh đồ khác trừ cái dép thiên nhiên thôi nha. Còn ấn hay là lõi các kiểu nó vẫn đổi được. À lõi không đổi được nha anh em ơi, chỉ là ấn các kiểu nó đổi hết. Em nghĩ là không biết nâng làm gì nữa luôn á, nhưng mà cứ nâng thôi. Có thì cứ nâng thôi mọi người, không xài thì bán. Kaisa 2, Leona 2 luôn, quốc luôn nha, nice. Mình phải roll để mình nâng cấp nốt cái đồ hình của mình đó. Tại vì còn đúng 10 máu á, giờ thua thôi một trận nữa là cút luôn. Đây, ông này giành Draven, mình tiễn ông đi luôn nè. Đồ hình thanh lịch Draven VIP với lại là thách đấu, khá là đẹp. Kaisa 2 nó phải khác, nice. Đi luôn ông ta, còn 21 máu, 24 mà. Không đi được rồi. 9 máu. Hôm nay tuyển giúp mình đi. Đây cái style bỏ vào kích đột biến nha. Tại vì mình phải bỏ bớt một con thách đấu ra, nó đang dư slot mà. Bỏ đột biến vào kích cho cái style nó carry nốt luôn. Mà cũng tiện anh em nhờ Khajiit với lại là Kai'Sa kích thể thách đấu với lại là sát thủ cho con Draven này luôn. Quá là ok luôn mà. Hôm nay sắp dắt vàng được cái đồ hình chất đồ rồi nè. Ủa có kỳ nó bắn ghê quá, mất tiêu luôn Draven rồi, nhưng mà đừng quên con Kai'Sa. Ok Kai'Sa này nó sẽ có một cái nội tại rất là hay ho luôn á, mọi người ít thường đọc á, là lượng đam của nó gọi là cơn mưa Itadia á, bắn ra nó sẽ phụ thuộc vào cái đòn đánh trước khi mà nó tung ra skill nha. Nên mình cũng hạn chế hoặc là ít khi mà lắp Sojin cho Kai'Sa nè, mà tại vì lắp Sojin á, nó bắn sát thương nó sẽ yếu hơn. Nhưng mà được một cái á, nếu như mà mọi người lắp Sojin đúng không, trừ khi đó là một cái trang bị mà gọi là cuối cùng và không thể nào mà ghép cho con nào khác nữa, thì cho Kai'Sa cũng được, hoặc là đi chung với quỷ thư á, thì nó sẽ kích được cái hiệu ứng quỷ thư nhanh hơn và nhiều hơn được một chút.
Ui, một cái Neko nữa. Trời, cái trận này mà không lên được The Raven 3 thì có lỗi quá. Cái trận này mà không lên được The Raven 3 sao thì lại có lỗi với mọi người quá. Rồi mình run nốt luôn nha, tại vì ông kia á dành có 3 con The Raven à, mà tướng 4 vàng á là có 12 con nha. Mình chỉ còn là 7 con thôi đây mà. Tại vì mình có 2 cái Neko rồi mà. Mà hiện tại là đang còn tận là 3 con. Mình chỉ cần một con thôi là đủ. Một con thôi mà không ra rồi. Không sao rồi. Ủa, có cái gì kia chưa kịp bỏ vào kìa. Chưa kịp bỏ qua kích bước cây xe với là đã đợi Raven luôn. Bên ba sao sớm tôi hưởng cái hiệu ứng VIP nào. Tiễn ông này đi đi. Đúng rồi, cho ông này đi đi. Ông đi luôn anh em ơi, 9 máu, thua là đi luôn á. Ủa hình như là không đi. Được rồi, mình đã quăng chiến quá. Úi xồi, thắng ông top 1 luôn mà. Chắc là phải ông gặp mình thì ông mới đi được. Leona nè. Còn nốt một con nữa nè anh em ơi. Nocturne nè. Không ra V, lộn không ra The Raven rồi. Không ra luôn mọi người ơi. À đúng rồi, hồi nãy ra tờ quýt mình quên bắt chứ. Quên bắt chứ anh em ơi. Mà nếu mà bắt thì cũng không có kẹp được ha. Tại vì nếu như mà kẹp thì sẽ mất thanh lịch. Tại vì phải bỏ bớt con Leona ra thì mới đủ. Hoặc là phải bỏ bớt thách đấu ra thì lại thích tốc đánh quá. Đúng không? Ok, mất tiêu The Raven nè. Rồi. Nó quả nó mà không lên được The Raven 3 nữa thì chịu đó. Lần đầu tiên mà mình có hai cái Neko mà lên được tướng 4 vàng 3 sao nó khó gì luôn mọi người. Mình là chắc chắn lên được luôn rồi đó. Không lên được thì quá xui rồi. Ra nào. Đây rồi, có luôn cho em nó. Phải xài Neko thật là cẩn thận nha anh em. Có nhiều khi xài nhầm vào tướng khác á, tại vì mình đã từng bị rồi. Anh em mà không có xài đúng là nó click tiện tay qua tướng khác là mất tiêu Neko luôn. Bây giờ muốn có số sát thủ á là phải lên level 9 là phải kiếm được con tàu quýt nữa. Và với cái lượng máu này hiện tại thì up 9 nó có vẻ khá là khó khăn đó. Mà The Raven 3 nó quăng kìa. Rồi, vết 3 sao cầm giáp gai à, cũng mạnh, xin cái tuổi luôn. Không có cửa mọi người ơi. Mình biết là khi mà lấy cái ấn này về là sẽ random được một hồi là ra được ấn sát thủ nha. Nhưng mà đợi nó random ra được ấn sát thủ là chắc là nó ra 10 chấm mấy đó, nó mới ra nha. Nó ra 10 chấm thì nó ra đây mà. Có thử cách là quýt hay không. Có nè, có thiệt nè. Bỏ bớt con nào ra ta, thách đấu ra à, được không anh em? Level 8 mà roll được tàu quýt 1 tiền ạ. Rồi, bỏ bớt thách đấu ra cũng được nha. Có cái gì đây? Gì đây? Rồi, không được rồi bạn ơi, bạn chơi gì kỳ vậy? Bạn có tướng roll Khajiit 3, bạn nghĩ lên được Khajiit 3 thì bạn ăn được mình đầu hàng luôn kìa. Ok và GG tất cả mọi người nha, và tạm biệt anh em, hẹn sau hãy chắc rằng nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.